Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Rất vui khi ngày hôm nay mình lại tiếp tục trải nghiệm giới thiệu đến quý vị và các bạn những mẫu nhà được thiết kế và xây dựng tại khu vực miền Tây. Hiện tại mình đang có mặt tại khu đô thị trung tâm thương mại Sao Mai nằm tại thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Và căn nhà mình giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay có thể nói là một siêu phẩm từ trước đến nay trên kênh YouTube của Mark Home. Vậy tại sao mình lại nói đây là siêu phẩm? Mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình. Chị chào mấy em. Rồi, xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là chị Loan, chủ sở hữu của căn biệt thự có thể nói là đẹp nhất tính đến thời điểm hiện tại tại thị trấn Lấp Vò. Trước tiên là em rất cảm ơn chị Loan đã tạo điều kiện cho anh em công ty có điều kiện trải nghiệm và giới thiệu đến quý vị và các bạn căn biệt thự của gia đình mình ạ. Và chị Loan này, em thấy là căn biệt thự nhà mình là được xây dựng cũng rất là rộng và lớn, thì không biết là cái diện tích nền nhà mình xây dựng là bao nhiêu mét vuông ạ? Cái diện tích là 240 em, bề ngang 10, bề dài 24. Dạ. Thì đầu tiên khi bước vào cổng chính của gia đình mình, em thấy gia đình mình cũng lựa chọn những vật liệu hết sức là tinh tế và sang trọng. Như ở đây là em thấy sử dụng là đá hoa cương vân mây này, phía trên này là có những chi tiết trang trí phào chỉ hết sức là tinh tế. Ngoài ra hệ cổng này thì em thấy là gia đình mình sử dụng là hệ nhôm đúc chân không phải không chị? Ừ, đúng rồi em. Và tất cả những chi tiết này đều rất là tinh tế và sang trọng, thì em nghĩ là gia đình mình đã dành rất nhiều tâm huyết để lựa chọn vật liệu cho căn biệt thự này phải không ạ? Rất là tâm huyết. Dạ vâng. Vậy thì em cũng đang rất là hồi hộp, không biết là bên trong ngôi nhà mình còn có những gì nữa. Vậy thì vậy thôi, bây giờ mời mấy em vô nhà chị đó tham quan ha. Dạ. Rồi đi vô nhà chị, bên đây là cái gara để xe. Bây giờ này chỗ này lẽ ra để được 2 chiếc xe, nhưng mà bây giờ để được 1 chiếc à, 1 chiếc 4 chỗ thì chị để ở ngoài kia, nó không có đủ. Bên đây thì phòng khách. Đây là khu vực phòng khách, là sảnh chính. Đúng rồi, sảnh chính nhà chị. Mấy em vô nhà chơi đi cho biết ha. Còn khu vực này là bông hoa của chị rất là yêu thiên nhiên. Đây em thấy chị đang trồng rất là nhiều hoa ở đây. Nhưng mà chị trồng rất là nhiều, nhưng mà cái cây hoa này nó hình như là nó không được chịu nước tốt quá. Vâng. Cho nên nó bị héo đi. Rồi. Thì khu vực sảnh chính nhà chị Loan thì đã sử dụng bậc tam cấp để bước lên sảnh chính, và hai bên sử dụng là đá tự nhiên, loại đá này là hết sức là đẳng cấp. Rồi mấy em vô nhà chị chơi đi. Đây là phòng khách của nhà chị. Thì trang trí đẹp không? Vâng, trang trí rất là đẹp mà. Nhà chị có phải là thiết kế theo kiểu phong cách hiện đại đúng không? Ừ. Và khu phòng khách này em nghĩ là diện tích cũng phải rơi đến khoảng tầm 45 đến 50 mét vuông ấy nhỉ? Cái này bề ngang 5, bề dài khoảng 10 ạ. Khoảng 10 tầm 50 mét vuông. Đi vào đi. Đây là hồ cá, cũng đầu tư lắm đó. Đầu tư có hồ cá. Như những loại cá mình nuôi trong này là mình là cá nước ngọt hay là cá nước mặn vậy chị? Cá nước ngọt em. Cá nước ngọt. Ừ. Như quý vị và các bạn có thể thấy, đây là một không gian phòng khách hết sức là rộng rãi, lịch sự và trang trọng. Tôi rất là choáng ngợp với không gian phòng khách này. Thì phía trên trần đây là sử dụng là hệ trần thạch cao kết hợp với hệ thống đèn LED và điều hòa âm trần. Thì chị Loan này, em thấy ở đây có một bức tranh rất là lớn. Thì không biết bức tranh này là làm bằng gì vậy chị Loan? Cái bức tranh này chị làm bằng đá, người ta làm bằng đá thì chị mua từ Lạng Sơn, người ta vận chuyển cho đây, chị mua 2 bức, là 1 bức thì chị để nhà bên kia bằng những con ngựa, còn bên đây thì phong cảnh, nhưng mà chị thích phong cảnh hơn nên chị đem qua đây. Nó toàn bộ là bằng đá, khi mà ở ngoài nhìn vô có thể là nó như một bức tranh vẽ, nhưng mà em nhìn thẳng vô sâu bên trong thì nó bằng đá chứ thực ra không phải vẽ. Bức tranh này là chị cũng rất là kỳ công ấy, đặt từ Lạng Sơn mà về đến khu vực Đồng Tháp của nhà mình. Rất là nâng niu chứ không thôi nó lại rớt mấy cái viên đá li ti nè xuống, cho nên vận chuyển rất là khó khăn. Dạ vâng. Như ở đây thì em thấy gia đình mình có một cái tivi và một bộ karaoke rất là lớn. Thì chắc là gia đình mình ai cũng hâm mộ văn nghệ phải không chị? Đúng rồi em. Rất là thích karaoke hay hát, mỗi lần đi làm về đó mệt mỏi hay vô đây mở lên hát. Nhà rất là thích, mua cái dàn rất là lớn đó.
dàn chuẩn mới chịu. Chị Thông, bây giờ mời mấy em đi vô phía trong khám phá mấy không gian khác nhà chị đi. Rồi, đây là nhà bếp của chị. Không gian bếp cũng rất là rộng phải không chị? Không gian phòng bếp của nhà chị cũng rất là rộng. Và đây là bộ bàn ăn. Bộ bàn ăn nhà chị lại thiết kế theo phong cách tân cổ. Ừ, đúng rồi em. Phía trên này là hoàn toàn là mặt đá tự nhiên. Phía dưới là trải thảm cũng rất là lịch sự và sang trọng. Em thấy ở đây cũng có rất là nhiều rượu. Không biết là anh hay là chị có sở thích sưu tập rượu ạ? Chị đó, chị rất là thích rượu. Chừng thấy nó đẹp. Vâng. Và một chi tiết nữa em cũng rất là để ý là khi nãy ở ngoài kia là em cũng đã thấy có gương rồi. Khu vực trong này cũng mình cũng bố trí gương, tạo cảm giác rất là rộng rãi này. Mình tạo cảm giác rộng rãi hơn cho căn phòng ấy. Đúng rồi, khi mà nhìn vô thì thấy nó rất là rộng. Trong phòng này là cũng sử dụng điều hòa âm trần luôn. Đúng rồi em. Đèn thì chắc bây giờ chắc các căn hộ cao cấp như thế này mình sử dụng đèn LED hết. Đèn LED. Đi em chị ra khu vực bếp em xíu. Em để nó đi cho nó mát. Là bếp. Đây là khu toàn bộ bếp này là chị cũng sử dụng là đá tự nhiên hết đúng không? Đá tự nhiên luôn em. Đá tự nhiên, còn đây là gỗ. Gỗ này là cũng là gỗ. Nhà mình sử dụng gỗ tự nhiên luôn à. Cái gỗ này cũng gỗ tự nhiên luôn, tất cả đều tự nhiên không? Toàn bộ hệ gỗ là gỗ tự nhiên. Bấm qua chưa? Thì ở đây em thấy có một cái phòng là không biết phòng này là phòng gì ạ? Có phải nhà kho hay là gì? Không, cái phòng này chị làm để cho người làm ngủ lại á. Người giúp việc. Người giúp việc. Ở trong này cũng có đầy đủ tủ quần áo với lại giường. Đầy đủ nghe. Có cả điều hòa luôn. Rồi chị. Còn gia đình chị thì ở trên này. Trên lầu 2. Cầu thang này là cũng làm kính cường lực. Kính cường lực kiểu thiết kế theo cách hiện đại. Khi nhìn thì không có thấy. Đây mặt cầu thang thì làm bằng gỗ, cũng gỗ tự nhiên luôn phải không chị? Gỗ tự nhiên hết này. Đây, cái này là phòng của chị. Khu vực lầu 2 này là có 4 phòng ngủ phải không? Bốn phòng ngủ. Gia đình. Đây là phòng ngủ của chị và anh. Phòng này em nghĩ diện tích rơi về khoảng tầm 50m². Đúng rồi. Bao gồm một nhà vệ sinh, có nhà vệ sinh bên trong. Và hình như tường này mình không phải mình sơn đúng không? Bằng giấy dán tường đấy em. Bằng giấy dán tường. Toàn bộ khu vực tầng 2 này là sàn là mình ốp bằng gỗ hết phải không tất chị? Tất cả bằng gỗ em. Gỗ. Chỉ có ở dưới đất mới bằng gạch thôi. Cái này là gỗ tự nhiên. Ừ, gỗ tự nhiên. Phòng ngủ này thì theo như cảm nhận của tôi thì cũng là thiết kế cũng rất là lịch sự và sang trọng. Nhìn giống như kiểu một phòng ở khách sạn 5 sao ấy. Rất là rộng rãi. Đây những chi tiết đèn ngủ trang trí này và chi tiết trang trí ở đầu giường này. Rất là hiện đại. Đi qua khu vực nhà vệ sinh xíu nhỉ? Xem nhà vệ sinh có gì. Đây là khu vực nhà vệ sinh thì bên trong sẽ là khu vực tắm cũng được ngăn cách bằng vách kính. Phía bên ngoài này sẽ là khu vực bệt và lavabo. Ngoài ra phía bên ngoài này là khu vực ban công. Thì mời mọi người cùng đi ra ngoài ban công một chút. Đây là khu vực phía ban công bên ngoài, có view nhìn ra mặt tiền của ngôi nhà. Và ở bên này thì cũng bố trí một khu đất. Bên này cũng bố trí một khuôn viên để có thể trồng cây, trồng hoa. Mọi người có thể ra ngoài ban công uống cà phê, ngắm hoa và ngắm cảnh bên ngoài. Đây là phòng ngủ thứ hai trên khu vực tầng 2. Thì đây là phòng ngủ của bé trai. Gia đình chị Loan cũng vừa mới chuyển về căn biệt thự này nên là cũng chưa bố trí nhiều đồ đạc ở đây. Thì ở trong phòng thì cũng có bố trí hai cửa sổ để lấy gió và ánh sáng cho căn phòng.
Đây là hệ tủ âm tường. Đây là không gian của phòng ngủ thứ ba, là phòng ngủ của cháu trai, một cháu trai của gia đình nhà chị Loan. Thì cũng thiết kế tương tự như phòng bên cạnh, cũng có cửa sổ hai bên đầu giường. Và phía trên trần cũng có những điểm nhấn trang trí y hệt như căn phòng bên kia. Và toàn bộ khu vực tường không sử dụng sơn mà sử dụng giấy dán tường, loại giấy rất là cao cấp. Đây là phòng ngủ thứ tư, cũng là phòng ngủ cuối cùng ở trong căn biệt thự này. Thì đây là căn phòng ngủ của cháu gái nhà chị Loan. Thì phía bên trong phòng này thì cũng có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Và diện tích của căn phòng ngủ này thì cũng tương đương với diện tích của căn phòng ngủ của chị Loan. Phòng này có diện tích rơi từ 40 đến 45 mét vuông. Phía bên trong cũng có những chi tiết bằng gỗ tạo điểm nhấn trang trí cho căn phòng. Đây cũng có một cửa để dẫn ra khu vực hành lang bên ngoài. Phía đầu giường cũng có những chi tiết bằng gỗ tự nhiên, trang trí hết sức là đẹp mắt. Hay. Còn đây sẽ là hệ tủ gỗ âm tường và bàn học cho bé gái. Cái phòng này là nó thuộc cái phòng của gia đình, nó giống như cái phòng khách ở dưới vậy á. Thì trang trí cũng giống nhau, nhưng mà phòng khách ở dưới thì nó chu đáo hơn. Ở trên thì dành cho gia đình tối tập trung, gia đình nhỏ lại đây ngồi coi phim thôi, nói chuyện rồi vô ngủ. Lên tầng trên. Vậy thôi, bây giờ lên phòng trên coi cái hồ bơi. Hồ bơi với phòng thờ, ở phía trên thì hồ bơi với phòng thờ thôi. Thấy có cái giếng trời nó sáng cái nhà. Nhờ có giếng trời mới sáng được cái nhà đó. Giếng trời. Ừ. Đây là khu vực phòng thờ ở trên tầng 3. Phòng thờ. Những chi tiết trang trí bằng gỗ như thế này là mình cũng ngày xưa là mình có sẵn à? Đúng rồi, nó có là sẵn. Họ làm sẵn luôn rồi đúng không? Ừ. Tất cả có sẵn. Đây là khu vực phòng thờ và đây sẽ là khu vực bể bơi của căn biệt thự. Nhưng mà hiện tại bể bơi chưa được vệ sinh. Này cũng đá tự nhiên luôn nè. Đây là lan can, là toàn bộ làm bằng nhôm đúc. Nhôm đúc hút chân không. Nói chung là toàn bộ vật liệu ở trong nhà này nghĩa là toàn sử dụng là vật liệu cao cấp. Thì đây là khu vực sân phơi của gia đình nhà chị Loan ở trên tầng 3. Đây cũng là vị trí đặt máy giặt này, phơi quần áo. Vậy là tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn căn biệt thự của gia đình nhà chị Loan. Rất cảm ơn chị Loan đã đồng hành cùng em trong video ngày hôm nay. Hy vọng trong thời gian sắp tới mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Mắc Home. Rồi, chị cũng cảm ơn mấy em ghé thăm nhà chị. Chúc mấy em thành công trong những video tiếp theo nha. Và tôi cũng xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.